Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức của chúng tôi và tiếp tục sau đây là các phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ đó là tin nói về người mẹ của binh sĩ Hồi giáo Mỹ chỉ trích ông Trump. Mẹ của một binh sĩ Mỹ Hồi giáo đã hy sinh vừa chỉ trích ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đó là ông Donald Trump, vì ông này đã chất vấn sự im lặng của bà khi chồng bà phát biểu. Bà Gazala Khan nói là ông Trump thiếu hiểu biết về Hồi giáo và ông không hiểu ý nghĩa của từ hy sinh. Chồng bà, ông Chris Kane, đã chỉ trích người được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử tổng thống trong một phát biểu đầy xúc động tại Đại hội đảng Dân Chủ diễn ra vào hôm thứ Năm để đề cử ứng viên tổng thống của đảng này. Ông Trump sau đó gợi ý rằng có lẽ bà Khan đã không được phép phát biểu. Con trai của ông bà Khan, đại úy quân đội Hoa Kỳ là Huymendan Khan, đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom bằng xe hơi hồi năm 2004 tại Iraq, khi 27 tuổi. Và trong một bài ý kiến trên tờ Washington Post, bà Khan nói là chồng bà đã hỏi bà có muốn phát biểu tại buổi đại hội không, nhưng bà nói bà quá xúc động. Bước lên khán đài với bức ảnh lớn của con trai sau lưng thì tôi không thể kềm lòng. Liệu có người mẹ nào kiềm lòng được không? Và ông Donald Trump có con cái mà ông yêu thương, liệu ông thực sự có cần phải hỏi tại sao tôi đã không phát biểu? Và kính thưa quý vị, trong một cái khảo sát thì bà Clinton thắng thế sau Đại hội đảng Dân Chủ. Các cuộc khảo sát chính trị tại Hoa Kỳ đang cho thấy ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton đã giành được lợi thế trước các ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump, sau khi cựu ngoại trưởng cùng các diễn giả đã đánh vào các phẩm chất để trở thành nhà lãnh đạo của Mỹ. Ông Trump tại hội nghị của đảng Dân Chủ diễn ra tuần trước, ông Donald Trump cũng đã có được sự ủng hộ mạnh mẽ tương tự trong cuộc khảo sát so với bà Clinton sau hội nghị của đảng Cộng Hòa hai tuần trước với những hàng loạt những lời lăng mạ bà. Nhưng hiện tại, khi hai đại hội 4 năm một lần đã kết thúc, kênh chính thức của CBS News cho biết là bà Clinton đang dẫn trước ông Trump với 46% so với 39%, tương tự như tỷ lệ dẫn trước của bà là 43-37 hồi tháng 6. Một cuộc thăm dò của mạng lưới truyền hình này vài ngày sau khi ông Trump chấp nhận đề cử của đảng Cộng Hòa hơn một tuần trước cho thấy cuộc tranh đua giữa hai ứng viên tổng thống đã hòa nhau ở mức 42. Kênh CBS cũng cho biết là cuộc khảo sát mới nhất cho thấy là các cử tri tiếp tục không tỏ ra ưa chuộng cả hai ứng viên Clinton và Trump, mặc dù tỷ lệ hậu thuẫn đối với cả hai đã được cải thiện phần nào sau hội nghị của hai đảng. Số cử tri ưa thích và không ưa thích hiện ở mức 36% so với 50% đối với bà Clinton, trong khi với ông Trump là 30% và 52%. Trong một cuộc khảo sát sau hội nghị, Trung tâm Khảo sát Chính sách Công cho biết là bà Clinton dẫn trước ông Trump ở mức 46/41%. Trong cuộc thăm dò bao gồm cả hai ứng cử viên tổng thống khác là ông Gary Johnson của đảng Tự do với 6% ủng hộ và bà Jill Stein của đảng Xanh với 2%. Trong khi đó, ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Mike Pence nói ông và ứng viên tổng thống Donald Trump tin rằng một binh sĩ ở Hoa Kỳ Hồi giáo hiện đang trong vụ đánh bom tự sát ở Iraq vào năm 2000, thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ở tại Iraq vào năm 2004 là một anh hùng và các thành viên gia đình giống như người thân của anh phải được từng người Mỹ trân trọng. Tuyên bố trên được đưa ra vào tối hôm qua sau những chỉ trích dữ dội về phản ứng của ông Trump đối với sự xuất hiện của bố mẹ đại úy quân đội Hoa Kỳ Huymendan Khan tại hội nghị toàn quốc của đảng Dân Chủ hồi tuần trước. Thưa quý vị, tiếp tục phần tin Hoa Kỳ thì các ca lây nhiễm Zika ở Florida gây báo động tại Washington. Mũi truyền virus Zika được cho là đã xuất hiện ở Hoa Kỳ với ít nhất là 4 ca nhiễm bệnh, ghi nhận được tại tiểu bang Florida. Các giới chức y tế Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo về dịch bệnh Zika cách đây nhiều tháng và tin xác nhận là virus này đã đến nước Mỹ, gây ra một đợt đổ lỗi qua lại mới giữa các nhà lập pháp Dân Chủ và Cộng Hòa, những người chưa thông qua ngân sách cho công tác chống virus Zika. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Blumenthal của tiểu bang Connecticut viết trên Twitter rằng: "Tôi yêu cầu giới lãnh đạo Cộng Hòa trong Quốc hội làm phận sự của mình và tạm ngưng kỳ nghỉ để ngay lập tức giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh Zika." Với đa số người Mỹ thì muỗi gây phiền phức trong mùa hè, còn tiểu bang Florida giờ đây phải xem chúng là một mối đe dọa về sức khỏe công cộng. Thống đốc Rick Scott của tiểu bang Florida nói rằng: "4 người trong tiểu bang của tôi hình như đã nhiễm virus Zika
do bị muỗi đốt. Điều này có nghĩa là Florida trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ có ca nhiễm virus Zika ngay tại địa phương. Cư dân và du khách ven vịnh Mexico bày tỏ nỗi lo sợ ở những mức độ khác nhau. Ông Jimmy Stewart ở Galveston ở tiểu bang Texas thì cho biết: "Tôi lo ngại cho con cái và cháu chắt của tôi, nhưng tôi không biết là lo lắng có mang lại ích lợi gì hay không. Bởi vì nếu Zika đã có mặt ở đây thì có lo cũng chẳng làm được gì." Và các ca nhiễm virus Zika tại Florida chứng minh cho dự đoán hồi trước đây trong năm của các giới chức y tế rằng Zika virus có thể gây ra dị tật cho trẻ sơ sinh. Một ngày nào đó, có thể được mũi lan truyền tại nhiều vùng rộng lớn ngay ở nước Mỹ. Và Quốc hội bắt đầu nghỉ hè hồi giữa tháng 7 cho đến tháng 9 mới làm việc lại, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, cuộc đua vào Nhà Trắng, hai ứng viên tiếp tục hậu chiến. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục nóng lên và hôm qua 31 tháng 7, cả hai ứng viên của Đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục chỉ trích lẫn nhau, đồng thời thuyết phục cử tri lý do vì sao họ nên được bầu vào Nhà Trắng. Ứng viên của Đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton cùng người liên danh tranh cử là vị phó tổng thống là ông Tim Kaine hôm qua là xuất hiện tại Columbus, Ohio. Đây là chặng cuối trong chuyến vận động tranh cử kéo dài 3 ngày tới Ohio và Pennsylvania. Hai tiểu bang được các nhà phân tích dự đoán sẽ là chiến trường trọng yếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Phát biểu tại Columbus, bà Clinton tìm cách làm rõ các khác biệt giữa bà với đối thủ là ông Donald Trump. Cựu ngoại trưởng nói: "Tôi đã theo dõi tình hình hai tuần qua, nhiều tuyên bố từ ông Trump và từ đại hội của Đảng Cộng hòa đầy bi quan và tiêu cực. Tôi biết là chúng ta vẫn còn các vấn đề và thách thức. Không phải tôi cho rằng chúng ta không có việc gì để làm, mà trên thực tế, tôi có nói với quý vị về những điều chúng ta có thể cùng nhau thực hiện. Nhưng rốt cuộc, người Mỹ chúng ta mạnh hơn khi chúng ta cùng xắn tay áo, đặt mục tiêu, cùng nỗ lực, bởi vì đúng là chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau nỗ lực." Ông Donald Trump phát biểu tại cuộc meeting ở Denver 29 tháng 7 16. Trong khi đó trả lời kênh truyền hình ABC, thì ông Donald Trump phản bác lại tuyên bố của đối thủ về việc gọi tướng John Allen là một anh hùng, sau khi tỷ phú bất động sản này gọi ông Allen là một vị tướng thất bại. Và thưa quý vị, có câu hỏi ai làm tổng thống Mỹ sẽ có tác động khác nhau đến Biển Đông. Cuối tuần trước, tờ Global Times, còn gọi là Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc, đăng một bài xã luận công kích Australia và đe dọa kẻ có hành động quân sự liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên tranh chấp chính trong số 5 nước đưa ra tuyên bố chủ quyền về các khu vực lớn nhỏ khác nhau trong vùng biển. Bài xã luận kêu gọi tấn công tàu bè Australia tại Biển Đông sau khi chính quyền Canberra ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện của Philippines. Nhận xét về bài xã luận, tiến sĩ Michael Clark thuộc Đại học An ninh Quốc gia ở Australia nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Trung Quốc đang tỏ ra hung hăng với Australia ở thời điểm này. Tuy nhiên, ông chỉ cho rằng tờ Global Times là một cơ quan ngôn luận lá cải, có tính dân tộc chủ nghĩa, không cần phải quá lo ngại về nó. Tiến sĩ Clark nói thay vì xem bài xã luận như một dấu hiệu cảnh báo về cuộc tấn công, chỉ nên coi nó như một biểu tượng của cuộc tranh luận về chủ đề lớn hơn, đó là Australia có phải lựa chọn giữa những liên minh toàn cầu của mình và quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay không. Ông Clark nói với số phận của Australia trong kịch bản này rất khác nhau, tùy thuộc vào ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông đưa ra nhận định, nếu bà Clinton thắng, chúng ta sẽ hình dung rõ hơn về điều gì sẽ xảy ra, những đường đi nước bước trước đây của bà ấy rõ ràng hơn. Và rất khó đoán định về ông Trump, ông ấy thì bận tâm hơn đến việc nói mồm về an ninh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì so sánh tình trạng sức khỏe của giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Trong khi bà Clinton gặp nhiều vấn đề sức khỏe đáng lo ngại như là suy giáp, đột quỵ, thì đối thủ của mình là ông Donald Trump lại có sức khỏe rất tốt dù ở tuổi 70. Cuộc đua vào Nhà Trắng chính thức mở ra với hai vận động viên Hillary Clinton và Donald Trump sau khi Đại hội Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ kết thúc. Ngoài các vấn đề khác thì tình trạng sức khỏe của hai ứng viên này khiến mọi người rất quan tâm. Theo Radar Online thì báo cáo tình trạng sức khỏe của các ứng viên tổng thống mới nhất cho thấy người phụ nữ quyền lực 68 tuổi khiến nhiều người lo ngại khi đã tăng 13 kg trong chiến dịch vận động tranh cử do đồ ăn nhanh như pizza, xúc xích, taco. Và bản thân bà Clinton cũng thừa nhận việc di chuyển khiến chế độ ăn của bà bị đảo lộn và không lành mạnh.
Bác sĩ riêng của bà Clinton trả lời cho tờ National Enquirer rằng bà mắc chứng suy giáp và phải uống thuốc làm loãng máu Coumadin hàng ngày. Đặc biệt là bà Clinton có tiền sử gia đình về bệnh đột quỵ khi cha bà là ông Hurt Rodham mất vì chứng bệnh này vào năm 1993. Ngoài ra, bà Clinton cũng có tiền sử mắc chứng làm máu đông. Năm 2012, bà Clinton trải qua một cơn chấn động sau cú ngã đột ngột. Bác sĩ phát hiện một cục máu đông nguy hiểm trong não gọi là huyết khối tĩnh mạch não. Tiến sĩ Stuart Fisher, người điều trị cho bà Clinton cho biết những người bị huyết khối thường có nguy cơ đột quỵ cao hơn những người khác. Hơn nữa thì là chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng tới mắt khiến bà phải đeo một chiếc kính rất là đặc biệt chống lại chứng song thị. Theo một nguồn tin thì cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ từng trải qua hai lần đột quỵ nhẹ và phớt lờ lời khuyên của bác sĩ là không nên tham gia chiến dịch tranh cử. Bà Clinton cũng mắc chứng mất trí nhớ tạm thời do uống nhiều rượu và khi tỉnh dậy không biết mình ở đâu và đã làm gì. Và thưa quý vị, trong khi bà Clinton gặp nhiều sức khỏe đáng lo ngại, đối thủ nặng ký Donald Trump lại có sức khỏe rất tốt, dù ở tuổi 70. Tiến sĩ Harold Bronson, bác sĩ riêng của ông Trump cho biết là thể lực của ứng cử viên đảng Cộng Hòa tốt hơn nhiều so với độ tuổi và sẽ là người khỏe mạnh nhất từng được bầu vào chức tổng thống. Bí quyết giữ gìn sức khỏe của ông Trump rất đơn giản. Ông có lối sống lành mạnh và tích cực tập luyện thể thao. Ông từ bỏ rượu và thuốc lá. Lần kiểm tra sức khỏe mới đây cho thấy là huyết áp của ông 110/65, chỉ số huyết áp tuyệt vời đối với người đã tuổi 70. Thực tế, đây cũng là con số đáng mơ ước của những người 20 tuổi. Bác sĩ Art Mullen cho biết, từ nhỏ ông Trump đã chơi bóng rổ, bóng đá, bóng bầu dục và đấu vật. Vấn đề sức khỏe duy nhất của ông Trump có lẽ là tiền sử của bệnh Alzheimer của gia đình. Căn bệnh khiến cho cha của ông qua đời ở tuổi 93. So sánh tình trạng sức khỏe giữa hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ, thì rõ ràng bà Clinton cần chú trọng nhiều hơn về sức khỏe. Bởi đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng của cuộc chiến này. Ai sẽ là người cán đích đầu tiên cho đến nay vẫn là một ẩn số, khiến cho cuộc đua càng ngày càng kịch tính, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một cô gái gốc Việt bị bạn trai mình bắn chết sau khi chia tay. Đau buồn chán nản sau khi chia tay Anna Bùi, chàng sinh viên tiến hành vụ xả súng cướp đi sinh mạng cô người yêu cũ và hai người khác. Olen Ivanov, 19 tuổi, bị bắt không lâu sau khi thực hiện vụ tấn công xả súng trong một bữa tiệc tại nhà Mukitel, ngoại ô Everest, Washington hôm 30 tháng 7, khiến 3 nạn nhân thiệt mạng. Hiện chàng sinh viên trường đại học này đã bị giam trong nhà giam quận Snohomish với 3 cáo buộc là giết người. Tờ Seattle Times đưa tin, 3 nạn nhân tử vong được xác định là Anna Bùi, bạn gái cũ gốc Việt của Ivanov, và Jack Long và Jordan Egner. Nạn nhân thứ tư là Wim Kramer, bị thương nặng khi đang được cấp cứu trong bệnh viện Clay McReynolds. Một trong người bạn trong đội hợp xướng nhà trường với Anna Bùi cho biết, Bùi và Ivanov hẹn hò hơn một năm và vừa mới chia tay. Một người bạn không tiết lộ tên của Ivanov kể rằng hôm đó, sau vụ xả súng xảy ra lúc 0:30 là Ivanov đã gọi điện thoại cho anh và nói rằng tớ vừa giết bạn gái cũ rồi. Người bạn này nói Ivanov rất buồn bã, chán nản sau khi chia tay người yêu và mua khẩu súng AR-15 hồi tuần trước. Ines Randall, người từng tham gia vào đội hợp xướng gồm có 10 người với Anna Bùi, cho biết là cô gái gốc Việt muốn trở thành y tá và có nụ cười khiến người khác cũng vui lây. Đồng thời nhận xét Bùi là một trong những cô gái ngọt ngào nhất mà cô biết. Alexis, cô sinh viên 18 tuổi, cũng có mặt trong bữa tiệc hôm đó, kể rằng cô đã phải trốn trong một phòng để không bị trúng đạn của Ivanov. Bà Susan Kramer, bà của Alexis, kể lại, chúng tôi nhắn tin qua lại, tôi bảo con bé hãy giữ im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh, mọi người đang trên đường đến đó. Con bé tiếp tục nói, họ chết rồi, cháu đứng ngay đó và cháu đã nhìn thấy. Bà Kramer cho hay là cháu gái bà đã nhìn thấy Ivanov đi thẳng vào bữa tiệc, có đến 15-20 người tham dự, bước qua cửa và bắt đầu xả súng bắn chết hai người. Sau đó, hắn ta đi thẳng lên mái nhà, nơi mọi người đang tập trung. Lúc Alexis cố gắng bỏ chạy vào gara, thì cùng một chàng trai trẻ đang sống trong ngôi nhà, Ivanov xả súng bắn một thanh niên trên mái nhà. Vì thế, cô quyết định trốn trong phòng, để đồ và gọi điện báo cho bà Kramer. Hai ngày trước khi tấn công,
có hai dòng trạng thái bí ẩn được đăng trên tài khoản Twitter có tên là và ảnh của Ivanov. Một dòng tweet có nội dung: đây là tweet đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tôi đã trải qua tất cả chuyện đó. Và cái tin còn lại thì biết liệu Google sẽ nghĩ gì. Có thể ám chỉ công ty súng Storm Google. Trước đó ít ngày, một bức ảnh được đăng trên Instagram dưới tài khoản là @Aulen Ivanov cũng chụp một khẩu súng trường và 3 viên đạn. Kính thưa quý vị, đó là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Việt Nam.